Sư ơi, cho con hỏi là năm nay con 19 tuổi và con muốn đi xuất gia nhưng cha mẹ con không đồng ý. Con đọc trên mạng thì thấy là nếu không có sự đồng ý của cha mẹ thì các sư không cho mình xuất gia và cũng không được thọ giới, đúng không ạ? Mỗi lần con nói với mẹ việc cho con xuất gia là mẹ khóc và mắng con phải làm sao để thuyết phục mẹ? Phải nói là câu hỏi ngày hôm nay có nhiều câu cũng khá là hay. Thì sư có một vài câu hỏi với cái người đặt câu hỏi như vậy. Là đúng á, là cái chuyện là cha mẹ không cho thì sẽ không có cho thọ giới. Nhưng mà quý vị có sẵn sàng làm cái người tịnh nhân cư sĩ cả đời ở trong chùa không? Tức là thì mình cũng vào chùa thôi, chẳng qua là mình không có xuất gia, mình là cái người hộ độ và chư tăng đó, mình cứ ở đó thôi. Quý vị biết là hồi xưa đó, khi mà sư xin đi xuất gia thì người nhà sư cũng đâu có đồng ý, và sư khi khi mà sư vào chùa thì sư cũng sẵn sàng tâm lý là cứ ở chùa thôi, không về nhà, ở chùa thôi, rồi chờ chừng nào mà gia đình đồng ý thì xuất gia, và sẵn sàng có thể chờ cả một đời. Nếu như cả đời thì nhà không cho thì mình cứ cả đời ở trong chùa. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ riêng cái chuyện mình giữ tám giới là nó cũng tương đối khá rồi. Đấy, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái chuyện mình đi tu đó, nó giống như cái chuyện mình đi đầu thai kiếp khác vậy. Đừng có sợ là mất lòng người này người kia, bởi vì kiểu gì cũng bị mất lòng thôi. Và xin thưa là dù muốn dù không thì thiên hạ vẫn tiếp tục sống. Xin lấy ví dụ, giả sử như bây giờ mình đi ra đường mình gặp tai nạn và sau đó mình mất đi, người nhà mình thì đương nhiên là sẽ thương, sẽ khóc, sẽ tiếc, rồi vân vân và vân vân. Nhưng rồi thì sao? 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, xin nó không cần đâu, 49 ngày sau khác rồi, mọi người vẫn phải sống. Đó, nước vẫn xanh, trời vẫn trắng, nắng vẫn vàng. Mọi người vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Và thỉnh thoảng thì nhớ tới hồi xưa có con nhỏ như vậy đó mà không ngờ nó gặp tai nạn giao thông nó mất rồi. Mọi người vẫn tiếp tục sống mà. Có mình hay không có mình thì mọi người vẫn tiếp tục sống thôi nha. Và nếu mà mình sợ mất lòng người khác thì xin thưa là mình sẽ không bao giờ mà mình tiến được. Và khi mà hồi sư đang nói trường hợp của sư thôi, hồi xưa khi mà sư đi, sư có cái chí sư đi xuất gia thì sư có cái sự tự tin như thế này, đây là sự tự tin cá nhân của sư thôi. Đó là từ xưa tới nay không có cha mẹ nào bỏ con, không có cha mẹ nào bỏ con hết trơn. Giận á, giận lắm thì nói là thôi bây giờ là mẹ từ con, tao từ mày, là không bao giờ nhìn mặt nữa, không bao giờ nhìn mặt nữa. Đi tu là đừng bao giờ coi như là trên đời này có người mẹ này nữa, không bao giờ. Thì ngay cả như vậy sư vẫn tự tin là không có cha mẹ nào bỏ con hết trơn, và sự thật chứng minh điều đó. Cho tới bây giờ thì phải nói là có lẽ là do cũng phước của sư, thì sau nhiều năm thì bây giờ sư cũng đã thuyết phục được mẹ và đưa mẹ vào chùa tu. Trong khi đó hồi xưa mà đi tu là coi như là mẹ từ mặt á. Nói như vậy để quý vị hiểu và có thể rút ra được cái kinh nghiệm cho cái vấn đề của mình. Thì không biết là sư Tuệ Tường thì đã gặp những cái trường hợp này chưa? Mà tin là chắc có lẽ là đời tu cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Không biết sư Tuệ Tường có cái chia sẻ kinh nghiệm gì hay không? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, câu chuyện đại đức hành tuệ thì sư lần đây là cũng lần đầu tiên sư mới nghe được, thế nó cũng rất là sinh động. Đây là rất là sinh động và cũng đáng cho quý vị để quý vị học hỏi. Và vị nào nơi tâm có cái niềm tin chân chánh và muốn sống đời phẩm hạnh như theo lời dạy của Đức Phật, quý vị nên nghe, thậm chí nghe đi nghe lại cái phần trả lời của Đức Thanh Tuệ, để mình làm gì, để mình
hiểu được và mình uyển chuyển. Chính sự uyển chuyển đó, với mình làm mọi thứ đều nó hợp thời hợp lẽ. Ở đây á thì Đức Hạnh Đại có nói một cái, có nói cái từ mà sư cũng rất là tâm đắc, gọi là thuyết phục đó, thuyết phục, từ thuyết phục. Thật sự cái từ thuyết phục này quý vị, nó có ý nghĩa rất là sâu xa quý vị. Vì sao? Bởi vì á là đôi khi bản thân riêng bản thân mình sống trong gia đình, mình có những cái thiếu sót, những cái non nớt tâm lý mình đó, non nớt, rồi những cái thiếu sót, rồi những cái mà ba mẹ thấy ở nơi mình đó là chưa có niềm tin ở nơi mình, hay là ba mẹ chính vì thấy sự non nớt mình đó cho nên là thấy thương mình quá, nghe bỏ bọc cái từ nhỏ. Cho nên đó, cái yếu tố đó, đó cũng là cái yếu tố mà khiến cho cái sự thuyết phục đó, thuyết phục đó. Mà khi quý vị xin xuất gia, bởi vậy cái từ thuyết phục ở đây nó bao hàm rất là sâu xa. Khi mà quý vị ban đầu quý vị xin, ba mẹ có thể là la mắng chửi giống như Đức Hạnh Tại nó, thậm chí là từ mày này nọ, nhưng mà nếu mình khéo léo, mình dùng cái trí tuệ của mình đó, mình thuyết phục đó, qua cái hành động của mình, rồi qua cái lời nói của mình, rồi từ á thuyết phục á, từ cái điều á không thể có, từ quyến thuộc của mình trở thành có, điều đó mới quan trọng thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì á đôi khi thuyết phục này nè, thì Đức Hạnh Tại cũng có nói, sự cũng đồng ý, nghĩa là nó cần thời gian thưa quý vị, cần thời gian từ thuyết phục á, cần thời gian. Ví dụ quý vị ban đầu xin ba mẹ không cho, để bị bỏ cuộc, thì bố cũng nói là thôi giờ ba mẹ mình không cho, ba mẹ thế này thế nọ, mình nói là thôi vậy thôi bỏ cuộc, thì cái đó là mình vẫn chưa hiểu được sự thuyết phục. Còn nếu mình có cái quyết tâm mà cái sự mà dũng mãnh đó, thì mình đó, thậm chí mình sẽ làm cái điều này nè, từ thậm chí từ năm này sang năm khác, đúng không? Và cái thái độ mình nó phải tốt, thưa vị, siêu nhấn mạnh nha, thái độ mình phải càng ngày càng tốt hơn qua từng năm tháng, đúng không? Thì đến một lúc á, đến một lúc nhất định thì ba mẹ mới thấy, à thấy một tí một tèo nè đó, càng ngày nó càng một người tốt hơn, thánh thiện hơn, mà nó cứ khát khao sự đi tu đó, mình cản nó. Và thậm chí quyến thuộc mình cũng vậy nữa, quyến thuộc mình thấy mình là ủa sao dì Tư cô Tám này, một tí thấy nó tốt mà sao cứ cản như đi tu, giờ thấy nó khao khát, ngày nào nó cũng đi chùa, ngày nào nó cũng mong mỏi, nó học này nọ và nó giúp đỡ người ta, thôi cản làm gì, thôi để cho đi tu. Quý vị hiểu như vậy, cái từ thuyết phục ở đây mình phải hiểu nó sâu xa như vậy đó. Thì trước khi kết thúc cái câu trả lời này, sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện có thật. Không. À, cái câu chuyện này là của một vị sư huynh của sư, là tên là sư Tài Tấn. Cái vị này là hồi trẻ thưa vị, là một vị cận si nam mà gọi là thuần thục đó, đi đến chùa học pháp này, học pháp này đó, rồi công quả nói chung là tất tần tật. Nhưng mà đặc biệt cái mẹ mẹ tới mà thiết cái điều đó nghe, mà cái vị này nè làm không có nản lòng, mặc dù mẹ nói là y như trường hợp Đức Hạnh Tại đó, nói là mày đi tao chết, mày đi tao tự tử, rồi mày đi là tao từ mày này nọ đó. Mà cái vị này quý vị tin không, đến gần cuối đời của bà, cuối đời của bà thì bà đồng ý cho cái vị này xuất gia. Thì vị này năm nay được cũng như là bảy hạ thôi, đó là một cái câu chuyện mà có thật mà sẽ biết. Thì qua đây thì chị cũng kết thúc cái câu trả lời thì ở đây, mong quý vị sẽ hiểu, nghĩa là có thể cách giải bài của sư nó về cái câu hỏi này là không phải là sở trường của sư, những câu hỏi này thường sở trường của sư Hành Tại, đúng không? Thì mong là quý vị cũng phần nào mà hiểu được, đúng không? Quý vị khéo léo uyển chuyển để cho được có được cái sự lợi lạc tốt ngay trong hiện tại và tốt trong tương lai. Để xin kết thúc cái câu trả lời. Dạ vâng. Rồi chúng ta